Đỗ Vũ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là buổi, hiện nay lúc này đang là 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5 năm 2017. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế gỗ mun, mun hoa da báo cột 12 nhân với 10 thứ. Và bộ này mang mã số 080517. Thì thưa quý vị, cách đây chừng nửa tháng chúng tôi có quay lại một bộ mang mã số 170416, tức là quay lần đầu vào ngày 17 tháng 4 năm 16, và bộ đó đã lên đường đi Hồ Chí Minh. Và bộ đó là bộ ghế gỗ mun da báo tuyệt sắc. Và cũng trong cùng cái đợt đó là chúng tôi có làm cái bộ này. Thực ra thì chúng tôi sản xuất rất là nhiều và không phải lúc nào từng bộ quay lên hết. Nhưng mà trong cùng bộ đó, nhưng có thể nói rằng là bộ đó được 10 điểm thì bộ này chỉ được đến 9 điểm rưỡi. Tức là cũng có một vài chi tiết là cái sắc vân da báo là thua. Trong khi đó thì những cái quan trọng nhất như là chiếc mặt bàn này, quý vị nhìn thấy mặt bàn này là đẹp hoàn toàn giống như cái bộ 170416. Bởi vì cùng làm đợt đấy và cùng cái khúc ván đó, cho nên là quý vị nhìn thấy vân là vân loang và như là những cái ruộng bậc thang ở Tây Bắc. Càng cận cảnh thì càng đẹp. Đây là số tôi vừa ghi vào mun da báo mã 080517, là ghi lại ngày hôm nay, là cái ngày mà bộ này lần đầu tiên lên sóng. Còn lúc trước thì nó ở trong kho, và có thể nói là vì là đã để được trong thời gian khoảng 1 năm rồi, cho nên khi kho ngót đã hết. Vì hiện nay ở một số những cái chỗ mà mép bàn đây là nó co ngót và nó hở ra chừng độ gần 1 ly. Và sau này đến khi chúng tôi mà chỉnh sửa lại là chúng tôi sẽ phải dùng chèn gỗ hoặc là chèn keo thứ vào đây. Thực ra là không ai muốn khoe các cái việc co ngót này ra, nhưng mà đây là một chứng minh là cái hàng đã để lâu và nó co ngót hết rồi, để quý vị yên tâm. Bởi vì là nếu như mà đến lúc xong hàng ấy thì nó không còn cái vết gì nữa. Nhưng mà cái việc mà để sau 1 năm mà bảo gỗ mun không co ngót gì là không đúng. Mà nó co ngót thế này thì nó mới chứng minh là đã khô kiệt, và chúng tôi sẽ rất là yên tâm. Thì đây là chiếc bàn đấy, quý vị nhìn thấy đây, không cần thuyết minh gì nhiều. Quý vị chỉ thấy là vẫn đang để nguyên mộc mà vân nó ghê như thế này. Tất nhiên là nếu như cái lúc mà vừa mới làm xong mà quay thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đây để sau 1 năm rồi thì nó đã hơi xuống màu, cho nên trông cái màu nó sẽ dịu hơn. Còn lúc ban đầu là trông màu nó sẽ sáng hơn. Đấy là về chiếc bàn. Tiếp theo là về cái ghế. Đây cái ghế thì cái ghế dài. Thì quý vị thấy là cái sắc vân từ tay và những mặt nó cũng đảm bảo da báo như vậy. Và cái lúc mà làm xong xuôi thì từ mặt đến những lưng rồi thì ở trên những cái chương này, lúc mà đánh xong thì quý vị thấy là cái vân nó rất là ghê. Lúc này đây là cái lớp bụi nó bám vào, chúng tôi vừa quét đi rồi nhưng mà không quét hết được. Đây nó vẫn còn càng lớp bụi, vẫn còn dày độ 1 ly ở chỗ nó bám vào đây. Còn những chỗ này mà lên ấy, thì sau này sắc vân lên những chỗ này thì đẹp tuyệt vời luôn. Và chúng tôi có hai cái cam kết. Cam kết thứ nhất là 100% là gỗ mun. Cam kết thứ hai là tuyệt đối là không vẽ vân hoặc là không dùng hóa chất để tẩy gỗ. Đấy là cái điều chúng tôi cam kết. Tôi lấy ví dụ như là cái tay này, vân chỗ này đang rất đẹp nhưng chỗ bên cạnh này hơi sẫm. Nếu chúng tôi mà tẩy ra chỗ này thì nó sẽ lộ hết cái vân đây ra, nhưng mà nó sẽ mất cái sắc tố đen đi, thì nó cũng làm cho cái bộ ghế nó trở nên nhợt nhạt. Chính vì thế cho nên chúng tôi là theo trường phái bảo thủ, là nó có thế nào để nguyên như vậy, kể cả nó có sẫm thì cũng không sao. Không gì bằng là cái sự thật. Chúng tôi quan trọng nhất là phải đảm bảo tính chất nguyên bản gốc của gỗ. Đây ví dụ như là những cái tay này thì nó đã rất là đẹp rồi. Theo con mắt tôi thấy là không chê được cái điểm gì. Nhưng có khi cầu kỳ ra lại tẩy vào cái điểm này cho nó lộ cái vân hơn. Nhưng mà thực ra là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì cái cây gỗ tự nhiên nó có chỗ sáng, chỗ tối, có chỗ vân, chỗ không là chuyện bình thường. Đây những cái sắc vân đây, chỗ đậm, chỗ nhạt là chuyện rất đẹp luôn, tương phản. Contrast rất là ghê. Đây, cái mặt này lên nữa, lúc lên nó sẽ tương phản rất là đẹp luôn. Như vậy là quý vị vừa thấy là chúng tôi đã lướt qua là đầy đủ bộ ghế. Và đấy là mặt trước, và bây giờ tôi sẽ đi ra mặt sau.
đây mặt sau thì báo cáo quý vị là mặt trước nó đẹp nào thì mặt sau nó cũng vẫn đẹp như thế. Từ những cái sắc vân ở những cái tảng lưng này nó đẹp như thế này cơ mà. Vân cực kỳ đẹp luôn. Vậy này nếu mà sờ ở những cái chỗ này, sờ ở những chỗ vai này là nó bị cợp rồi. Bởi vì nó co ngót rồi. Quý vị nhìn thấy cái lưng này đẹp tuyệt vời này. Thực ra nó rất đẹp rồi. Thế có đơn vị thì là đi bắn tia vân vào đây làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Chúng tôi là cứ để nguyên thế, kể cả nó sáng nó trắng kệ nó. Đây, kể cả có những cái chỗ mà vân nó như thế này là quá đẹp luôn, không có gì thắc mắc. Và những hình ảnh này đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và bên kia là khu B và khu C của chúng tôi, bên kia đường. Thì quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984666999, hoặc là có thể là không gọi được thì quý vị nhắn tin, hoặc là nhắn tin qua Facebook cũng là số này. Và chúng tôi cũng còn có cái số nữa là số 0967666111, là cái số này tôi có đăng ký Viber và Zalo, thì quý vị có thể nhắn tin theo số này cũng được. Đức Hiền cảm ơn quý vị và xin quý vị ấn nút đăng ký bên dưới để hàng ngày cập nhật tất cả những cái sản phẩm cũng như là các cái hoạt động của đồ gỗ Đức Hiền. Đây bên trong này thì là chúng tôi đang hoàn thiện một đôi đôn cho khách hàng là anh Cường ở Vũng Tàu. Còn đây là bộ ghế cẩm nai đã làm độ tuần nay vẫn chưa xong. Còn bên này là bộ trường kỷ của một khách hàng ở Keo Sủi, anh đã ký ở dưới gầm rồi, hiện nay đang đi vào hoàn thiện. Đây có chữ Keo Sủi Keo. Tạm biệt quý vị, bây giờ tôi xin dừng hình ở đây để tiếp khách các gái bác mới đi xe biển 29V7 về. Tạm biệt quý vị.